kể em luôn á. Mẹ may rồi. Trời ơi, có bị gì không vậy? Trưa nắng thì ra đây ngồi, giờ tự nhiên còn cười nữa. Bộ không ai cười mình, không ai nói chuyện với mình cho nên mình quê hay sao vậy? Làm gì quê? Ở đây á, định đi vô trong nhà thay cái khăn lạnh khác. Tại vì anh Thế Sĩ anh chưa có về, cái khăn nó hết lạnh rồi chứ bộ. Ai thèm nghe chuyện với người. Vậy á hả? Nó chu đáo ghê chưa. Cái khăn hết lạnh thôi là bây giờ đi vô đó thay cái khăn khác. Cái này hả mà mưa dầm thấm lâu có ngày anh sỉ mê nó cho coi. Trời ơi chị bình tĩnh đi, chị phải tin tưởng em chứ. Bây giờ có cách gì không? Thì đó, cái lý do mà em tặng cái khăn này á, nó không có phải là một cái lý do bình thường như chị nghĩ đâu. Rồi bây giờ làm sao? Trời ơi dễ mà. Để giờ em chỉ vậy là cái khăn này không có đơn giản đâu. Chị banh nó ra vậy nè. Banh ra, rồi. Thấy chưa? Rồi. Chị phải ví dụ như người yêu mình như là một con bò vậy đó. Đó, con bò tới đâu thì mình néo qua tới đó, con bò tới đâu mình néo qua đây. Néo qua đây. Như vậy mình tấn công, như vậy mình mới thành công được. Phải phong. Sĩ. Ủa anh Sĩ. Cái gì vậy? Ủa anh Sĩ, anh bị sao vậy? Anh không sao, chắc đuôi thôi à. Trời đất ơi, làm gì vậy? Giữa trưa nắng làm khùng làm điên. Bây giờ chúng anh Thế Sĩ rồi kìa, thấy chưa? Ảnh mà có bề gì á là tôi xử hai người á. Trời... Anh đi đêm dẫn anh vô nhà. Con nhỏ này màu mè là giỏi à. Thấy chưa bây giờ tạo cơ hội cho nó nhiều Thế Sĩ ở chổng, thấy chưa? Bây giờ không biết hai người đó vô làm cái gì. Trời ơi đi lên thành phố đi, chán ghê luôn á. Thôi chị cho chửi. Thôi được rồi, kỳ này á em sẽ nghĩ cách khác cho chị khâm phục khẩu phục em. Gì vậy? Gì đâu. Thì cái chỗ này để ngồi với bọn. Vô đi. Ê. Mờ ám quá. Trời đất ơi, hồi nãy thì chị để ý nha. Chị thấy nó nhắn tin với ai mà nó cười tủm tỉm. Mờ ám quá, nãy giờ rình mà không thấy được cái chữ nào hết. Con nhỏ này nó chỉnh cái màn hình của nó tới thui à, không thấy được. Chị, hồi nãy giờ chị thấy hành động nó kỳ không? Kỳ chứ sao không kỳ, mờ ám gần chết. Biết sao không? Sao? Bả có bao giờ là người trung thực đâu. Cho nên hả, bả làm những cái điều là toàn là những cái điều mờ ám thôi. Mờ ám, ví dụ? Ví dụ nè chị. Cái gì vậy? Học đi. Trời đất ơi, má nào mà nói chuyện sến dữ vậy gì? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu coi. Sến ghê luôn á. Anh có biết là sở thích của em là gì không? Không bao giờ anh hỏi. Sở thích của em là em thích anh đó. Trời ơi, thả thính, thính bay ngợp trời. Ôi luôn. Ôi ôi, thế mà ghê, quỷ nào vậy trời? Quỷ huệ á. Thiệt á hả? Trời ơi, coi. Hồi nãy giờ á, em hả, em gài kèo á, em với bộ em nhắn vậy coi bá nhắn cái gì. Trời ơi, không ngờ luôn, cái con này nó ghê lắm á chị. Ghê thiệt. Trời ơi, nè quá trời luôn. Em thích anh bắp rán. Trời ghê lắm chị ơi. Chết đó rồi. Đây, quên nữa, nói vậy là có nghĩa là cái tài khoản này là của em hả? Dạ đúng rồi, em tạo tài khoản giả để em chắc chết với nó hả? Đúng rồi, như vậy mới lòi được cái tính cách của bả ra. Hay quá ta, sao cái kế sách này mình nghĩ không ra ta. Hãy mua sâu kế hiểm. Chị ơi, kỳ này á em cho bả lên dĩa luôn. Coi như là cho ra đi luôn. Đúng rồi. Cái cho chị nên chị á, chị ráng đợi em thêm thời gian đó đi. Em mà thu thập đủ thông tin á là em cho bả sáng nhất ở đây luôn. Thôi, bây giờ mình có cái này rồi. Mình phanh phui luôn đi. Phanh luôn hả? Ừ, phanh phui luôn đi, bây giờ chờ gì nữa. Em nghĩ là phải cần thêm thời gian đi. Mình phải đầy đủ chứ. Có nghĩa là mình để cho nó đủ mặn mòi, nó chín đủ mùi. Chín mùi đúng không? Đúng rồi.
cái này là coi như cũng được rồi nha. Bây giờ chờ thêm một chút xíu nữa là lên dĩa luôn. Sự thật là không phải vậy đâu. Cái này á là mấy chị vu khống cho con á. Gì? Cô nói mấy chị này vu khống cô hả? Nè ta chứng vật chứng nhíu mà có con son nồi nó không nói tôi biết là tôi sẽ không biết gì hết trơn. Trời, con nhìn đi, con nhìn đi. Gì má? Gì nè, con lấy cái này con coi đi, con coi đi, con đọc đi rồi con sẽ biết. Con thấy có hình ảnh luôn đó. Thôi. Sao? Chắc còn gì để nói nữa đâu, tại làm sai quá mà. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, về nhà uống thuốc nhiều vô, uống thuốc nhân cách đó. Tôi nói nhân cách của cô có vấn đề, cô nó mới làm những cái chuyện này. Thôi mà, đừng có nói em Huệ như vậy mà. Trời ơi, phải nói chứ, con nó làm sai là phải dạ, nói chứ. Đúng rồi. Chị đừng có giả tạo nữa. Nè. Thì ra chuyện này á là hai người gài tôi, xong rồi hai người cố tình á vu khống tôi đúng không? Đúng là mưu hèn kế bẩn. Trời ơi. Con không biết cái chuyện gì đang xảy ra ở đây hết trơn á. Trời ơi, thấy em vậy chị cũng xót mà chị không biết làm sao. Tại chị cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết trơn. Chị Thôi. Cũng may là cảm ơn con nghe. Dạ. Nhờ con nhỏ này nó cho tôi biết tan trứng vật trứng nè, tôi mới thấy tôi hết hồn. Chứ nếu không á, tôi tưởng con nhỏ này đó nghe, nó chính chuyên. Đó tôi mới tính là cưới cái thằng này. Trời ơi, may quá may. Nhờ con đó nghe con. Dạ. Yeah. Nhưng mà má, con nói rồi con không có sai. Sai. Không sai cho tôi sai à. Tan trứng vật trứng hẳn hồi mà cô còn chối cái gì nữa. Rồi đổ thôi chứ người này người nọ là sao? Bác thôi đi. Bác làm giống như bác là người chức cao trong cái gia đình này nè, bác làm giống như bác là hoàng hậu vậy đó. Nhưng mà bác phán cái lời nào là cái lời đó đúng y vậy. Rồi ai nói cái gì bác cũng cho là người đó sai hết trơn á. Rồi bác nói gì? Hả? Anh Dĩ hả? Lúc nào cũng yêu thương con hả? Không hề. Anh Dĩ không bao giờ ngó ngàng tới con. Còn con á, con mưu cầu tình yêu cho con có gì sai? Trời ơi, mọi người có nghe không? Trời, nó giờ mới nói chuyện với tôi vậy đó kìa. Trời ơi, nó hổ kìa. Quá đáng lắm luôn, thiệt. Nhưng mà con thấy con không có nói cái gì sai hết trơn á. Còn anh nữa. Hey. Anh Dĩ, anh nghĩ là anh đẹp trai, anh nghĩ là anh ngon lắm hả? Ê, hey, tôi nói tôi ngon hồi nào? Bây giờ tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này luôn. Từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa. Lúc đó anh sẽ sáng mắt ra coi ai sẽ là người quan trọng nhất. Ôi, Kamsahamnida. Ê, nó vô nhà tôi mà. Trời đất ơi, Kamsahamnida. Hồi nãy giờ ở đây có chuyện gì vậy? Mọi người có thể nói chi tiết cho con được không? Trời ơi, sao mà những cái câu chuyện này nó phức tạp quá, nó con không có tiếp thu được luôn á. Sao mà bé Huệ nó lại giận dữ vậy mọi người? Tất cả là do má không mà. Nữa gì sao nói má? Má không tìm hiểu nguyên nhân cho kỹ, người ta là người xấu mà tự nhiên má đem về đây má ép, má cưới, má gả gì cho con không? Mỗi lần thì con nhìn thấy cổ là con thì con ngứa mắt lắm, con thì bây giờ có nó vô đây thì mới biết nó là người như thế nào chứ. Từ hồi đó nhìn ngoài thì nó cũng dễ thương vậy. Thôi mà bác ơi, thôi được rồi, không sao đâu bác. Dù gì cũng có con ở đây, để có gì á con giải quyết tình hình con. Không cần phải tiễn. Trời đất ơi, ai tiễn đâu mà không cần. Con bé nó nông nổi quá. Thôi không sao đâu bác, chuyện gì cũng còn có đó. Anh đưa bác vô trong nghỉ đi anh. Đi vô nghỉ ngơi đi má, đừng giận nữa nha. Trời đất ơi, nghỉ ngơi cho khỏe nha bác. Bác nghỉ nha bác.